em chăm chỉ đi làm, thành ra là ế là phải rồi. Trời, dễ thương quá à. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Ổn rồi. Mời bạn nam. Bạn, ngồi đi bạn. Em tên Trần Minh Duy, em đến từ thành phố Sóc Trăng, nhân viên kinh doanh của công ty Thế Giới Động. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi rồi chị. Bạn nữ, bạn giới thiệu cho mình. Em tên Trần Ngọc Châu, 29 tuổi. Em là giáo viên cấp 3. Nguyên gốc của em cũng là Sóc Trăng nữa, nhưng mà em đang công tác tại Cần Thơ. Ồ, vậy là từ Cần Thơ mình lên đây tham gia chương trình hả? Dạ, em đi từ sáng sớm rồi á. Rồi sao bạn quyết định đi lên tới trên này để tham gia chương trình? Em có một người bạn và bạn em có một ông xã. Ảnh học ở Hungary á, cũng rất là thân, mà mỗi lần chat nhóm á thì ảnh cứ nói chương trình này hay lắm em, em tham gia đi em. Thế là em mạnh dạn tham gia luôn. Em mạnh dạn tham gia. À, mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Chính xác luôn là không có mối tình nào cả. Chưa có một mối tình nào hết. Dạ. Nắm tay bao giờ chưa? Hồi đó em có một cái thằng bạn học, mà thằng bạn học không có dính dáng gì tới em hết á, mà đoạn đi công tác xã hội có nắm tay nó một lần. Trời đất ơi, tính được không quý vị? Chưa nắm tay luôn, vậy là chưa có hôn luôn đúng không? Dạ chắc chắn là vậy. Wow, một tràng pháo tay. Bạn trai ơi, bạn cảm nhận như thế nào? Mới nắm tay thằng bạn một lần thôi, hung thằng bạn cũng một lần thôi. Chưa hôn, đó anh ơi. Thấy bên đây cười quá trời luôn à. Đây khoái à. Dạ cũng khoái khoái. Khoái khoái, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua cũng 3 mối tình. Lý do tại sao mình chia tay? Không có hợp, cãi nhau thì bạn gái lại giận, nhưng mà mình năn nỉ thì lại không chịu, cắt liên lạc khoảng đâu khoảng tuần 2 tuần mới liên lạc lại. Cứ vậy là xa nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mình không nhịn bạn gái được à? Cố gắng liên lạc nhưng mà bạn không có liên lạc với mình á, thì mình cũng hơi buồn, với lại lúc đó cũng còn trẻ thì cũng còn hơi bồng bột xíu. Bao nhiêu lâu rồi? Dạ khoảng 2 năm. Vì giờ bạn già lắm. Mới đây mà làm lúc còn trẻ. Thế bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Có tính cách dễ thương xíu. Em dễ thương. Em dễ thương, tại sao em ế? Em cũng cứ lo học mãi, em chăm chỉ đi làm người, thành ra là ế là phải rồi. Trời, dễ thương quá mà. Em thấy điểm mạnh của em là gì và điểm yếu của em là gì? Quan trọng là em có hiếu với cha mẹ và em là người sống tình cảm. Thì em nghĩ đó là điểm mạnh của em. Bạn nam. Dạ, điểm mạnh của em là có thể hát nhiều loại nhạc. Rồi. Được. Mày vui nè. Dạ, em xin hát một câu vọng cổ. Nay về giữa xuân thủ đô, đất trời ngời lên sắc thắm, gió xuân mơ màng đẩy đưa mấy cành đào tơ. Nắng xuân la đà rung trên bờ dài mái tóc, dáng em thon dài má hồng thắm nụ cười duyên. Vô. Em ơi, tôi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mượn đó đào kia để tương tư hình bóng, mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với hoa đào. Hay quá, hay ngọt. Bạn quá được ngọt luôn. Nghe thôi là thấy khoái rồi đó. Bạn nói là rất là hay. Em là một bài thơ nhỏ nhỏ ngẫu hứng để tặng anh bên kia nha. Rồi. Chúng ta gặp nhau gọi là duyên, nên ta cứ trò chuyện tự nhiên, chẩn nút hay không cũng không sao cả. Hữu duyên thì sẽ gặp bạn Hàn Quyên. Ngẫu hứng. Bây giờ mình hỏi chút xíu bạn nam. Bạn sẽ tìm người phụ nữ của đời mình như thế nào? Nữ tính, biết tôn trọng người lớn, biết chia sẻ, lắng nghe, và cả hai đều biết nhường nhịn nhau xíu. Bạn không thích gì người phụ nữ? Đanh đá, cào ràm quá. Thích nó cào ràm á, dạ, nói nhiều quá. Nói nhiều, dạ. Vậy thì lấy vợ về có phải làm dâu không? Dạ nhà em thì dễ lắm, ba mẹ dễ lắm. Em Út, nếu mà bạn chịu làm dâu thì làm dâu, còn không chịu thì chắc gia riêng cũng được. Bạn làm dâu được không? Dạ được. Bạn muốn mẫu người bạn trai như thế nào? Em cần một người có một cái bản lĩnh thật sự để có thể che chở trong cái cuộc hôn nhân sau này giữa em và chồng tương lai. Em sẽ là hậu phương vững chắc cho người ấy. Trong chuyện tình cảm thì cả hai
cần phải có một cái sự chia sẻ cảm thông cho nhau. Chắc chắn là em không thể ăn hiếp người khác, em không có thích ăn hiếp người khác, kể cả tất cả từ lớn đến nhỏ, già đến trẻ, em chỉ có thể lắng nghe và chia sẻ. Phụ nữ mình biết lắng nghe và chia sẻ quá. Là quá tốt. Cái câu hay nhất là em không có ăn hiếp người lớn. À, có cái điều nào bạn không thích ở người bạn trai? Em không thích bạo lực chị. Dĩ nhiên trong cuộc sống sau này của hai người thì sẽ có một vài thứ bất lập nào đó, nhưng mà em nghĩ rằng nếu như người đó cũng biết gọi là nhu cương thương giãn và bản thân mình cũng như thế thì cuộc sống nó có thể tốt đẹp được. Cô giáo nói hay quá. Cảm nhận như thế nào bạn? Bạn nữ rất là biết suy nghĩ, chín chắn, lại nói chuyện rất là dễ thương. Em thì cũng không có thích bạo lực. Em thì không ăn ớt được, cho nên là ở nhà hay nói là chắc nữa là sợ vợ. Em cũng sợ bạo lực. Không. Bây giờ trước mắt chưa tính tới hôn nhân, mà bây giờ nếu đồng ý hẹn hò với nhau á, thì thật sự cũng cách 60-70 cây số, thì mình bạn chọn cái phương án hẹn hò như thế nào? Chắc là em sẽ dành thời gian để em lên thăm bạn. Bạn không thích điều gì ở người bạn gái? Đi chơi ở những nơi mà giống như là vũ trường hay là... Không có đi đó đâu anh ơi. Không có đi đó đâu anh ơi. Nếu đi thì hai đứa đi thì được. Dạ, không thích đi một mình. Nghĩa là không thích đi cho đi một mình, chứ không phải là không thích đi tới chỗ đó, đúng không? Bạn có tật xấu gì không? Cũng có, hay vũ nướng, hay chuyến đậu xíu. Kêu em làm việc gì đó thì kêu một lần thôi. Như là em chút xíu em sẽ làm, còn kêu hoài em nghỉ làm luôn. Trời ơi, bạn ngủ nướng mà muốn kêu bạn dậy sớm chở ta đi làm phải kêu 80 lần rồi mới dậy chứ, kêu một lần đâu có kêu chắc dậy. Sau này sẽ sửa từ từ được. À, hứa đó nha. Ơi, mặt mày đẹp trai lắm nha. Thiệt, đúng á. Hôm qua anh coi đàn gái thế nào nha. Ồ, oh, chào em. Anh lên đây anh vừa hát hay, vừa đẹp trai nữa. Dễ thương lắm, hiền hậu nữa. Dạ. À, anh nghĩ rằng ổn đấy. Ủa em dạy, vậy là dạy chuyên cái gì? Dạ em chuyên môn sinh học. Sinh học hả? Dạ. Theo sinh học thì tại sao hai người lấy nhau đẻ hoài không ra con trai? Hơi dài dòng á, là nếu chỉ tạo ra con gái là XX. Một X là do tự của người phụ nữ, một ít là giao tự của người nam, kết hợp lại với nhau và người nam không thể tạo giao tự y được, kết hợp với ít để tạo ra con trai mà chỉ rụng ra ít thôi. Có nghĩa là con trai yếu á, hay gì là phải lên y nó mạnh á, mà mình cứ ít hoài đó, đúng không quý vị? Ngắn gọn là yếu á, yếu. Cảm ơn cô giáo sinh học. Qua bệnh thì xối xả vô mặt luôn. Hôm nay mình có đi với người thân gì không? Ông bạn mà ổng giới thiệu đó, du học bên Hungary mới về, thì em kêu lên đây luôn. Rồi, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Châu thì là một cái người con gái mà rất là dễ thương và rất là thương người, từ người lớn cho đến người nhỏ. Suốt ngày là đi chơi, là đa phần là đi chơi với trẻ con không à. Thành ra là đó là một phần là lý do tại sao mà không có bạn trai cho tới bây giờ. Qua cái lời tâm sự của anh chàng bên đây thì theo cảm nghĩ của anh thì anh thấy là có vẻ hợp với tính em đấy. Anh xem chương trình bạn muốn họ lâu chưa? Em xem chương trình này cũng khoảng được 2 năm rồi. Thấy là cái chương trình này rất là ý nghĩa, là để tạo cho nhiều người có cái hoàn cảnh khác nhau, do cái bối cảnh công việc mà không có tìm được cái một nửa của mình. Đó là lý do chính mà tại sao là mặc dù là đi học bên nước ngoài nhưng mà luôn luôn là động viên là ở nhà là nên đăng ký tham gia cái chương trình. Ở nước ngoài nhiều bạn sinh viên xem chương trình này không bạn? Cũng có, rất là nhiều. Xem trên YouTube nha. Dạ đúng. Vậy rồi, nhớ xem, nhớ bấm MCB Media, bấm subscribe coi nha. À, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi. Hai bạn gặp nhau đi. Kéo màn lên. Chàng trai Sóc Trăng và cô gái Cần Thơ. Hít hơi thật sâu vô, chuẩn bị những gì mình nói. Bắt đầu. Chào anh. Chào em. Chào anh. À, có bao nhiêu anh chào? Đến với chương trình thì như hồi nãy em nói là cho dù có bấm nút hay không á, thì em với anh á, thì cũng là có một cái duyên phận nhất định. Nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục á, thì đây là món quà kỷ niệm đầu tiên của hai đứa cho em gửi anh. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dễ thương quá. Em chỉ có một câu hỏi thôi. Nếu như sau này anh trở thành một ông xã của một cô gái, có nghĩa là trở thành một trụ cột trong gia đình, thì anh sẽ là người như thế nào? Sẽ mang lại cái hạnh phúc cho cô ấy, sẽ làm những gì mà cô ấy thích, cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp để có thể là phát triển hơn về bản thân, để sau này hai người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho em hỏi thêm một miếng nữa, thí dụ như hơi xa hơn một tí, tại vì em rất là thích trẻ con. Nếu như mà anh trở thành là một người cha thì anh sẽ là người như thế nào? Cha thì phải thương yêu, chăm sóc cho những đứa con của mình, chơi đùa với nó. Em cảm ơn anh.
có chơi đùa với mẹ nữa không? Đã có. Em dạy cấp 3. Em dạy cấp 3. Về môn ước 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 y đó. Em có thể về Sóc Trăng để thăm anh không? Có chứ. Tại vì quê em ở Sóc Trăng mà Cần Thơ á là chỉ là quê hương thứ hai của em. Còn Sóc Trăng á thì đó là nơi để mà em trưởng thành và sinh ra. Chắc chắn là em sẽ yêu quê hương Sóc Trăng rất là nhiều. Nhà em ở quận nào? Em Mỹ Xuyên á. Anh cũng Mỹ Xuyên. Vậy hả? Anh ở Thạnh Quế. Em ở xã Ngọc Đông á. À, xã Ngọc Đông. Đi vô xíu nữa. Vậy là gần nhà. Vậy là gần nhà. Thì rước dâu nó cũng dễ á. Bạn nam cảm nhận bạn nữ thế nào? Rất là dễ thương, nữ tính. Nếu mà em thấy anh mạnh dạn lên. Lên đây em rung. Em thì hát thì được nhưng mà nói chuyện thì trước đám đông lại hơi bị rung á. Ba em rất là thích đàn vọng cổ. Thành ra là dạ, nếu như có một người hát cho ba lên đàn thì thật là tuyệt vời. Lên coi vòng cổ. Không phải ai cũng có thể hát vòng cổ. Em ơi, biển lớn sông sâu còn có khi đầy khi càng, nhưng tình của đôi ta luôn đông đầy theo năm tháng. Thì hờn dỗi chi em cho bờ mi đắm lệ thương sâu. Hát ngọt quá trời luôn rồi mà sao mà nói không được đó. Trời ơi, anh thấy cô gái bên kia rất là sâu sắc. Chúng ta có một người vào như thế bên cạnh rất là yên tâm bạn nha. Vừa dạy con mình nè, vừa dạy mình, à không, vừa lo cho mình nè. Ok, rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị bấm nút. Một, suy nghĩ thật kỹ nha. Hai, ba. Hết thời gian. Ô, đẹp trai đẹp gái quá. Nào hãy nắm tay nhau nào. Chưa nắm tay lần nào. Cái nắm tay này là cái nắm tay gọi là ghi nhớ. Đã nắm tay thằng bạn một lần. Lâu rồi. Bây giờ nắm tay thằng khác. À không, nắm tay người khác. Có khác cái nắm tay thằng bạn không? Không biết. Dễ thương quá. Nào, chúc mừng các bạn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là quà tặng dành cho hai bạn, một suất chụp hình cưới trọn gói tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là tại Đà Nẵng, tại tất cả các hệ thống của thương hiệu áo cưới Island, nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Người ta hỏi là em đóng vai ác thì được, mà thật sự em không quá đâu, tại em rất thương người. Trời, dạo này chị khổ quá, chị mất show liên tục. Tôi thật sự mà nói, tôi nhìn người khác hạnh phúc quá tôi vui lắm. Anh mừng thôi. Em là nhiều khi mừng mà còn tủi thân nữa. Thôi không sao em, cái gì cũng vậy. Hạnh phúc là cho đi và chắc chắn ngày đó người ta sẽ nhận lại hạnh phúc đó. Đúng rồi, trước mắt là mình cứ thấy họ có hạnh phúc thì mình cứ vui cái đã. Rồi từ từ là mình vui sau, vui chậm mà nó chắc. Đã quá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hạ Màn. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Bạn tên là gì? Dạ, xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Ngọc Diệp, hiện đang 24 tuổi và đang làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng của tập đoàn FPT. Bạn quê ở đâu? Em làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi, bạn trai của mình giới thiệu đi. Xin kính chào quý vị khán giả, chào Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Ngọc Tiệm, hiện em 29 tuổi. Em đang sống và làm việc ở Nha Trang. Nha Trang? Nha Trang. Từ Nha Trang bạn vào đây đó hả? Cụ thể ở Nha Trang là bạn làm công việc gì? Dạ, em làm bánh bao chị. Mình làm bánh bao hay là mình bán bánh bao? Dạ, mình làm gì? Em làm rồi bỏ cho các đại lý người ta bán gì. Là mình có lò hả? Dạ đúng rồi, em là cơ sở bánh bao gì. Lò bánh bao mình có truyền thống bao lâu rồi? Dạ cũng được, gần 20 năm rồi. À, suốt ngày làm bánh bao không lo lấy vợ hả? Ồ thì ngày trước thì em là em học bên kinh tế. Xong em cũng đi làm công ty được mấy năm. Cái lò bánh bao đó là của gia đình bạn hay là... Dạ đúng rồi, còn anh em trong gia đình chị. Là nếu mà lấy vợ thì về Nha Trang làm bánh bao hả? Dạ không, em thì vậy lắm. Em cũng có nhiều nghề tay trái. Bạn gái em hoặc vợ em mà công tác ở đâu đó chẳng hạn, em sẽ chuyển. Nhưng mà nghề bánh bao cũng tốt mà. Nghề đó là
Người gia truyền mà bán cũng ngon lắm mà nha. Dạ. Nhiều tiệm tiệm bánh bao Sài Gòn bán là xây nhà lầu không á. Nếu bạn trai ở Nha Trang thì bạn có thấy có khó khăn gì trong lúc mình tìm hiểu yêu thương nhau không? Dạ thật ra là quê ngoại của em thì ở Nha Trang. Nếu bây giờ mình bỏ công việc ở thành phố mình về Nha Trang làm dâu thì bạn nghĩ sao? Cái này thì cũng tùy xem bạn Nam như thế nào. Hiện tại thì em đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng, nhưng mà em thích cái công thích làm bánh. Và em cũng đang có ước mơ mở một tiệm bánh cho bản thân mình. Nó mở bánh, hai bên kết hợp mở bánh luôn là được rồi. Điểm yếu của mình là gì nè? Em sẽ dễ nổi cáu khi mà đang mệt, ăn chậm, nhai kỹ. Chậm là bao lâu? Ví dụ bữa ăn của bạn mà ăn mất nửa tiếng cho đến 40 phút. Ngồi nhai hoài hay là sao? Làm gì? Không biết sao. Có thể là miệng nhỏ nên không có bỏ nhiều đồ ăn vô được. Em không có giỏi đoán ý của người khác, nếu mà người ta phải nói ra thì em mới biết. Ngoài ra thì cũng kỹ tính trong cái sinh hoạt trong gia đình tại vì ảnh hưởng của mẹ. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình nào chính thức hết. Bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Có trách nhiệm, sống có nguyên tắc, biết yêu thương gia đình, tình cảm, tốt bụng và là một người hướng nội, kín đáo, bình tĩnh. Bạn đáp ứng nổi nhu cầu bên kia không? Dạ em nghĩ là chắc được 90% ạ. 90%? Tự tin dữ. Còn mình tìm đối tượng như thế nào? Em tìm thì đơn giản trước mắt là cái bề ngoài. Bạn gái thì cái hàm răng là phải trắng đều thì... Dạ. Không đâu. Em chào chị. Bây giờ ta được hết trơn, hết trọi, giờ răng ta không đều rồi sao? Nếu mà không được thì đừng có xấu quá. Có tiền không? Dạ. Cho người ta đi làm răng. Ôi làm răng nhưng mà cái làm răng đó là cái giả thôi chị. Thôi thì mình chỉ để như vậy nó hay hơn. Có điều gì không thích ở người phụ nữ nữa? Có lẽ là lề lẹ quá chị. Dạ với lại không biết nội trợ. Em sợ cái điều mà con gái không biết nội trợ lắm. Nó nghe nè, sao móng tay để dài quá vậy? Vậy cái này ngắn mà chị. Dài. Trời ơi, vậy mà ông còn ngắn nữa, chừng nào mới dài? Thường thường thấy nam là người ta cắt gọn gàng, sắc rạc, làm sao mà để chi dài dài dài? Dài để nó thiều bánh bao. Phải không? Dạ không. Từ từ đi, em để nó là tự nhiên, em để thôi. Nào bánh bao để người ta dài vậy mất vệ sinh sao? Em có tay xem sạch sẽ. Bánh bao có đeo bao tay không bạn? Dạ không. Ủa trời, sao không đeo bao tay? Bởi vì nắm mình phải có cảm giác nên mình làm cái gì mình phải có cảm giác từ đôi tay nữa. Mình đúng ra là phải đeo bao tay vô xong nhồi bột rồi. Hấp bột thì mình có bây giờ gọi là nhồi máy hả? Dạ máy. Hấp cũng bằng máy vậy. Sao chị nhìn em dữ? Thấy mặt hơi gian gian. Có ai nói vậy chưa? Dạ không, em thì người ta hỏi là em đóng vai ác thì được. Mà thực sự em không ác đâu. Tại em rất thương người. Trời, dạo này chị khổ quá, chị mất show liên tục. Em ơi. Vậy là mời chị về Nha Trang chơi. Ra ngoài ngày giọng cho ba cái bánh bao là no. Có ưu nhược điểm gì không? Ưu điểm thì hơi có nhiều cái tài lẻ chút. Như em biết làm điện nè, biết nấu ăn nè. Nhược điểm thì chắc có lẽ là nóng tính. Làm bánh bao mà nóng rồi nó méo xẹo rồi. Dạ không, cái đó thì không có nóng. Tôi phải từ từ tôi làm nó mới tròn. Dạ. Chứ ha. Thôi nóng tính mình bỏ bớt đi. Dạ. Để anh qua anh xem bên đó thế nào nha. Ôi chào bạn, nóng tính làm sao? Lo không? Lo hả? Dạ. Nhưng mà làm bánh bao đứng trong bếp còn nóng dữ nữa thì sao? Ông em kiềm chế rất tốt. Dạ thôi, lúc nào bánh bao thì em đi chỗ khác. Đi nhà con làm dâu đó. Thì đi đâu làm dâu thì cái đó không quan trọng bằng mình làm dâu ở nhà nào. Đúng rồi, mình thương chồng ở đâu mình ở đó cũng được mà. Đúng không? Rồi, em có yêu cầu gì ở người đàn ông không? Về ngoại hình thì em muốn một người cao một mét khoảng 1m65 trở lên. 1m65? Không có quá ốm bề ngang. Rồi. Cặp mắt thì nhìn thẳng, cương trực, không có nhìn gian quá. Thua. Xin lỗi đàn trai, người ta cũng đẹp trai đó mà. Rồi sao nữa? Không, môi không quá mỏng, da mỏng. Môi mỏng hả? Mỏng. Môi này dày. Còn gì nữa không? Như vậy thôi ạ. Vậy thôi ha. Nói cho anh đây cũng dễ thương lắm. Người biết làm ăn mà, chín chắn rồi. Đề là mắt cũng liếc qua liếc lại không sao đâu. Trời ơi, này ta làm ăn ta phải liếc gì chứ. Quan trọng là cái tâm mình thôi chứ. Tại em đôi lúc nhìn người ta sợ em á. Không vì cái khuôn mặt mình đôi vậy mà. Đôi mắt em nó sắc quá. Người thân em đi với ai? Đi với dì và các bạn. Chào anh Quyền Linh với dì Cát Tường. Em hỏi dì coi là bạn trai bên kia có cương trực không? Dì xưa thấy như thế nào vậy? Dì thấy cậu này có vẻ khó tánh á. Không dễ đâu. Mà dịp gặp mặt rồi hay quyết định. Vì bề ngoài không có nói lên được cái gì. Anh này á, tuy rằng cái đôi mắt á nó có hơi gọi là ta gọi đóng vai ác chút xíu thôi, nhìn vô nhưng mình tiếp xúc với anh á thì nụ cười anh rất là tươi, cái tâm anh rất là sáng ha. Không, bây giờ bạn nam nói câu nào với dì đi, thuyết phục dì trước đi bạn. Người ta nhìn vô thì kêu con là cũng hơi khó tính thiệt, nhưng mà khi mà hiểu rồi thì có lẽ là dễ. Ba con nhìn người ngoài rất chi là khó tính, nhưng mà khi tiếp xúc với lại nói chuyện với ba con rất chi dễ tính, rất chi là tâm lý với con cái. Ba con rất chi là thương con dâu đó. Đâu đàn gái rồi, bây giờ gặp đàn trai. Hôm nay em này có tới với anh rể. Xin chào anh Hoàng Linh và chị Cát Tường.
Như em thì nói chung là em nhìn thì hầu như thấy bạn gái bên này cũng dễ thương. Nhưng mà những cái điều kiện mà như em tiệm nói là ví dụ như là phải phù hợp với những cái hàm răng rồi như thế nào đó thì thật ra là không hợp. Nói chung bạn gái này nhìn cũng dễ thương, cũng cao ráo, cũng nữ tính. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Thấy cũng phù hợp. Yeah. Anh thấy thế này nè em, thực sự mà nói thì ai cũng có thể đưa ra mình một cái tiêu chuẩn. Nhưng mà khi gặp mắt, nhìn mắt rồi, khi mà yêu rồi thì những tiêu chuẩn nhìn nó không còn nữa. Mình có quyền đưa tiêu chuẩn mà. Tiêu chuẩn nó chỉ là lý thuyết thôi. Đúng rồi. Trên thực tế nó sẽ khác nữa. Rồi mình kéo màn lên cho hai người gặp mặt. 2 phút bắt đầu. Em nhận xét với anh như thế nào? Cái này thật sự em không thể nhận xét được trong lần gặp đầu tiên được. Nhìn anh có vàng lắm không? Không, anh không có vàng. Rồi cảm ơn em. Thấy em thì cũng nhẹ nhàng, dịu dàng. Những lúc mà anh nóng tính thì thường anh làm như thế nào để mình tiết chế lại cái cơn nóng giận? À, mình nóng tính là anh bỏ đi à? Dù như là cãi nhau hay là chuyện gì hay là nóng tính quá thì anh bỏ đi nơi khác rồi anh làm gì làm kệ. Dạ. Hồi xưa anh nói là anh có học kinh tế thì không biết là anh học ở đâu? Anh học kinh tế Hồ Chí Minh. Em cũng học trường đại học kinh tế luôn. Dạ. Anh học khóa bao nhiêu? 34. Còn tại sao anh lại làm cái nghề như anh đang làm? Anh yêu thích công việc đó hay như thế nào? Con người nó cũng có một cái duyên với một cái nghề nữa. Cho nên là mình cũng muốn chọn một cái nghề gì đó nó gọi là sạch sẽ, chân tay với hàng. Nó đưa để mình tới. Nói chung nghề nào có tiền thì làm. Em thấy công việc hiện tại cũng đâu có gì đâu. Bây giờ có nó khó cũng với lại cái nào nó thu nhập ổn định cho mình hoặc là nó đảm bảo được cuộc sống cho mình thì mình làm. Đúng rồi. Vậy. Mình sẽ hẹn hò thế nào nếu như ta bấm nút? Thì một tuần em sẽ đi một lần. Anh chắc không? Chắc. Trước giờ thì anh nói được, anh làm được. Em thì bây giờ em xác định là tiến tới hôn nhân chưa? Em nghĩ là khoảng 2 năm thì sẽ đủ để mình tiến đến hôn nhân. Chà, 2 năm mà tuần nào anh cũng từ Nha Trang vô đây cũng hơi tội lắm nha. Đâu, nãy anh có nói á. Anh nói là nếu cần anh sẽ di dời chỗ ở luôn. Quan trọng là tình yêu đủ lớn giữa hai người thôi. Dạ, nói chung là công việc của em thì nó không có gò bó với thời gian. Em làm cho em cho nên là nó cũng thoải mái. Sắp xếp có thể làm đi lúc nào cũng được. Cũng hợp lý rồi. Một câu nào đó dành cho nhau đi, hai bạn. Thì lên đây thì anh cũng gặp em thì anh cũng rất là vui và hạnh phúc. Thì mong là chúng ta sẽ nắm tay nhau bước tới cái con đường phía trước. Thì em thấy đến đây gặp nhau dù chỉ có 2 phút thôi thì nó cũng là một cái duyên. Thì cho dù thế nào thì em nghĩ là mình vẫn nên giữ liên lạc với nhau. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Hãy lắng nghe nhịp đập con tim bạn nhé. 1 2 3. Hết thời gian. Nào, hai người hãy nắm tay thật chặt vào để wow, nó còn gần đất sau em à, như một người đàn ông che chở cho người phụ nữ vậy. Như vậy thì hay quá, một hình ảnh rất là đẹp. Chúng tôi sẽ gửi tặng bạn những cái chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng tại các áp dụng tại các hệ thống áo. Vàng là được chị, đừng có dài hoặc là nhuộm lên là được. Lông lá. Đừng nhuộm vừa phải, đừng nhuộm quá. Đừng kiểu như mà đậu ôn được. Xong chơi hay là xong kiểu giang hồ. Xin chào quý vị, và bây giờ Tường đã vào vị trí làm mai mối của mình rồi. Hy vọng là ngày hôm nay sẽ có một cặp đôi thành công và nắm tay nhau hẹn hò ra về quý vị nha. Xin chào anh trai. Hello bạn. Dạ chào chị. Anh sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng. Sẵn sàng hả? Dạ. Tâm lý của anh hiện tại như thế nào? Rất vui rồi, rất tốt. Ổn ha? Dạ. Rồi chờ Tường 30 giây đưa bạn gái mình vào nha. Dạ dạ. 3 bước nữa thôi là tới ghế rồi. Đây ghế đây, mình lên vòng lên phía trước ngồi ạ. Cả hai đã vào vị trí của mình rồi nha. Bây giờ hãy trò chuyện thật tự tin. Mời anh giới thiệu trước. Dạ em tên là Trần Châu, nay 35 tuổi. 35, con dê, có dê không? Tuổi từ tuổi Tý, giáp Tý. Ủa 35 sao tuổi Tý? Tuổi nhà nước 35, tuổi sau này 36. Tôi quên, 35 con dê đâu phải là tuổi con dê đâu, tôi lộn, xin lỗi quý vị, không sao cả. Quê anh ở đâu? Dạ quê em ở Cà Mau. Cà Mau, hiện giờ đang làm công việc gì? Em nuôi trồng thủy sản.
trồng lúa và nuôi tôm. Trồng lúa và nuôi tôm, mùa này thắng không? Dạ, chưa biết chị. Trồng bao nhiêu lúa, bao nhiêu tôm? 2 hecta luôn, 2 hecta. Rồi mấy vuông tôm? 2 hecta luôn. 2 hecta luôn. Là giờ hiện tại anh đang sống ở đâu nè? Em sống ở Cà Mau. Rồi lên đây hồi nào? Lên hồi dắt 5:30. 5:30 sáng? Dạ. Rồi bên đây giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị. Chào em kia. Em tên Võ Thị Quỳnh Thanh, quê cũng ở Cà Mau. Hôm nay em 29. 29 tuổi, đang làm công việc gì Thanh? Tại thì em đang học ở Cần Thơ. Dạ, em đang học đại học liên thông dược có chị. Rồi bao lâu mới về thăm nhà một lần? Khoảng 1 tháng, 2 tháng là em có về quê một lần. Hoặc là dịp lễ Tết thì em có về quê. Học bao lâu nữa mới xong? Dạ, khoảng giữa năm sau là em xong rồi. Có điều kiện thì em sẽ mở một cái nhà thuốc rồi. Nếu như vợ mình học nhiều hơn mình, em có ngại gì không? Dạ không. Sau này cổ muốn mở tiệm thuốc, nếu như mà tiến tới hôn nhân, em có giúp cổ để mở cái tiệm thuốc để cổ kinh doanh, để cùng em xây dựng gia đình không? Dạ, cái đó là đương nhiên. Đương nhiên rồi ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em á là khi mà em giận á là em hay ngang á. Ngang bướng á hả? Dạ, em ngang bướng lắm. Nếu mà nói có lý thì em nghe, còn nếu mà nói không có mà vô đâu đâu cho là em không chịu. Thôi. Thì em cũng hay cãi nữa. Nói chung biết mình sai nhưng mà mình cũng cố cãi. Cái đó bậy rồi. Hay quên ví dụ về chút xíu. Mà biết nấu ăn nhưng mà hay đụng dao bị đứt tay. Trời ơi. Anh biết vô bếp không? Biết nấu ăn không? Hỗ trợ vợ được không? Dạ được. Còn em, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm em là thích nhạc bolero với mà xem phim tình cảm Hàn Quốc. Dữ à. Khuyết điểm của em là không biết uống rượu, không biết thuốc. Ồ, dân miền Tây mà không biết uống rượu là lạ lắm nha. Nhưng mà cũng phải biết uống bia chút chứ không biết uống là không được. Rồi đó coi. Uống mà dở lắm chị, ít khi nào uống. Gia tỷ em qua làm rể rồi, ông em phải mời ông và vợ uống được ly hai ly chứ. Đúng rồi, tại đúng vì không? Ba em cũng ba em không có bia, ba em uống rượu không à. Cố lên ha. Tình trường của bạn như thế nào? Dạ em trải qua ba mối tình. Ba mối tình. Dạ, học sinh hai mối thời ở đây cách đây cũng 20 năm, nó cũng đi coi rồi bên kia chắc do khi mình lúc đó nhà còn nghèo, nhưng mà bây giờ cuộc sống nó phát triển gấp phát triển khác. Dạ nó khá rẻ rẻ hơn lần. Quen nhau bao lâu? Mối quen này như ba em đi đám dưới gặp đó, rồi hai ông không hai bác gặp nhau, hai người lớn gặp nhau đó, rồi hỏi là cũng mai mối. Dạ. Hiện tại là chưa có cái gì gọi là ghê gớm trong tình. Dạ, trường chưa. Phải không? Dạ chưa. Còn em? Dạ em thì em qua hai mối tình này. Hai mối tình. Lần thứ nhất có thể lúc thời sinh viên, thì lần thứ hai thì là lúc mà em đi làm. Lúc đó em về thì mấy cô cũng có, nói chung mấy cô cũng nhiệt tình lắm, cũng chỉ dạy em làm bánh, nhưng mà em cũng làm dở, làm gói bánh tét xong. Rồi còn mối tình sau này? Sau này thì em quen bạn đó đi làm được 2 năm. Là bạn có quen thêm một người khác nữa. Bắt cá hai tay đó. Anh em mới quyết định là em chia tay. Thôi cái kiểu đó là chia tay là đúng rồi em. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người em thì nói chung là không cần đẹp quá, cũng tương xứng thôi. Mọi người của em là cao có 1m65, hoặc là tóc thì dày coi cũng được, đừng có điệu quá. Em cao nhiêu? Em 1m7. Cô gái cao 1m65 rồi cũng mang dài lên cả tấc nữa, cô cao hơn em sao? Cao càng tốt, bằng càng tốt. Thì vậy, cô thích hung nhón hả? Nhón lên mới hung tới hả? Bằng nhau thì nó đẹp. Trời ơi, 1m65 khó kiếm lắm. Trời ơi, tôi chưa được 1m6 nữa nè. Chuẩn mắt mũi miệng. Chừng này đậm không được đậm thì coi cũng được. Rồi. Đừng có ngắn quá rồi. Mắt thì coi mắt thì mắt tròn, lông mi coi vừa phải, vừa phải với miệng vừa phải. Vừa phải là sao trời? Sống mũi nhỏ gọn, miệng nhỏ gọn, răng thì đều. Trời ơi, vậy ổng nói ổng đơn giản, không có tiêu chuẩn gì hết trơn á. Người ta tiêu chuẩn mà mắt mũi miệng thôi, ổng làm từ lông mày, lông mi rồi mắt rồi mũi rồi răng rồi kìa, mà ổng nói ổng không có gì hết trơn á. Đừng hô quá, đừng mốt. Trời ơi, ổng dễ tính ghê luôn vậy đó. Rồi còn em? Cao thì khoảng 1m7 trở lên, dễ nhìn, tròn người. Rồi tính tình thì ôn hòa điềm đạm, biết lo lắng, chăm sóc gia đình. Lại gọn gàng, ngăn nắp chút xíu chứ đừng bừa bộn quá, em không thích. Mắt, mũi, miệng, râu, tóc, lông. Nói nhìn cười, nhìn dễ thương là được rồi chị. Móm hô, mũi tẹt, mắt hí. Thôi đừng có hôn. Đừng hôn. Ở gì nữa? Dạ, mắt tròn tròn cũng được rồi, đừng có hí quá. Tại vì hí quá em không có thích. Hơi hí. Gì nữa?
Tóc tai thì gọn gàng là được chị, đừng có dài hoặc là nhuộm lên là được. Lông lá. Em thích người phụ nữ hiện đại hay là truyền thống? Truyền thống mà. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Ví dụ như nhuộm tóc, nhuộm tai rồi có xăm mình rồi này kia được không? Nhuộm vừa phải, đừng nhuộm quá. Đừng kiểu như mà tao ôm không được. Xăm chơi hay là xăm kiểu giang hồ? Xăm chơi là sao mà xăm giang hồ là sao? Xăm là xăm là nó dính trên người một cái hình ảnh gì đó. Bông hoa, cây, lá, hẹ, sao chim không sao? Chắc không? Dạ chắc. Ra xăm nguyên một cái ngôi sao ngay trán được không? Dạ cũng được. Được luôn hả? Rồi sao này ông dễ tính đột xuất vậy? Nãy bị chê quá chị. À thí dụ bạn trai mình là làm nông thì em có ngại gì không? Dạ không chị, cái đó thì ví dụ như kinh doanh về cái phần trồng trọt đó thì em không có ngại gì. Chung là biết phát triển công việc của mình cho nó tốt hơn. Rồi nếu mà có thất bại thì cố gắng mà để sửa chữa để mà mình làm tốt hơn thôi. Không, chứ không, anh không thất bại, năm nay anh trúng mùa lắm tôi biết mà. Rồi cái hình này ai mà đón được? Đưa cái hình gì mà cả nùi vậy, thấy sao mà đón? Cho cổ cái gợi ý đón, chọn ra bạn đi. Đợi đón kết nha, mà ngồi mày đưa coi đeo cái đồng hồ thường. Ráng đi, cái mặt còn chưa thấy rồi ráng thấy cái đồng hồ nha cưng. Thì ở đây thì sẽ có hai người đeo đồng hồ. Mấy người đợi đón kết? Dạ hai người. Thì nói có đeo đồng hồ thì chắc là anh này. Phải không? Rồi thôi cầm nó đi cưng, để mở ra cho coi. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim này ra để xem là nhận định của hai bạn này, dự đoán của bạn gái có đúng hay không nha. Mở cửa trái tim. Sao em? Hỏi ảnh coi em chọn đúng ảnh không? Dạ không. Sao em biết không? Cái ảnh là ai? À, cái anh đội nón đen. Linh cảm của mình chưa được rồi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục có những cơ hội. Thiệt tình, tặng đi. Cái đợi nhắc tuồng nữa thiệt à. Rồi bây giờ hai bạn sẽ trò chuyện trực tiếp với nhau ha. Có những cái quan điểm, những cái suy nghĩ gì mình muốn trao đổi thì mình trao đổi luôn. Về tương lai nếu như hẹn hò, mình sẽ hẹn hò như thế nào? Cô ấy đang đi học ở Cần Thơ. Bây giờ mời hai bạn dùng bữa trưa với nhau. Bây giờ thì các Tường xin mời hai bạn thưởng thức món bò khoai tây hải sản của nhà hàng Mr. Steak quý vị nhé. Món ăn rất là đặc biệt, có thể là bạn cũng chưa bao giờ ăn luôn á. Ít phút nữa thì Tường sẽ quay trở lại. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Thẳng thắn mạnh dạn lên nha cưng. Em ăn chín tuổi mùi không? Dạ thôi, tuổi ngọ. Ủa em học rồi mà đạp ở Cần Thơ à? Dạ đúng rồi. Em học trình độ không cao gì, em có chê người trình độ thấp hơn em không? Dạ không, tại vì nói chung là bên, nếu mà bên kinh doanh á thì bình đối với em thì em không có nghĩ vấn đề đó. Có công việc là được rồi. Hỏi đi. Không phải sao? Chưa động thổ hoài sao? Ba mẹ anh có khó không? Không khó, bình thường. Cái việc bếp núc á, em cũng ít vô bếp nấu, nói chung là nấu được nhưng mà ít vô bếp lắm. Còn mà ba mẹ khó là... Nhà anh nó ăn thường, anh đâu sao? Cái gì anh biết? Ủa anh học, em học đó mà không có bạn sao? Không có nghĩ đâu. Dạ không có. Cũng có tìm hiểu về người. Đa số là nhỏ tuổi hơn em không à. Anh đi lên đây lúc mấy giờ? 7 giờ. Xe nhà hay là xe đò? Em đi xe Phương Trang á. Lên xe đi xe Phương Trang. Dạ đúng rồi. Ở dưới anh hay có đi đâu không? Đi đâu? Anh có hay đi du lịch đâu không? Du lịch á? Có đi lắm không? Không có đi luôn. Coi lên trên hình nữa. Nói chung công chuyện nhiều lắm. Xong ăn. Ăn chưa? Dạ ăn rồi. Mùi vị như thế nào? Dạ nó ngon ạ. Sau này ví dụ như kết hôn nhau thì theo như em nghĩ thì quan điểm của em là vợ với chồng ai sẽ là người quản lý kinh tế trong gia đình? Nói chung là người nào quản lý cũng được, nhưng mà phải cho chín chắn. Em muốn sanh mấy đứa con? Mấy đứa chứ sao giờ muộn rồi. Mà em thích mấy đứa, nuôi nổi không mới được chứ. Kể được ba đứa cũng được. Trời ơi, nuôi nổi không? Nhà em đâu có sao đâu, có gì lo gì vấn đề mà kinh tế đâu. Làm ruộng thì luôn lúc nào cũng có lúa trong nhà chứ. Khỏe à ha. Dạ. Có phải làm dâu không? Dạ, nói chung giờ đâu có ai có làm dâu chị. Điện nước có sẵn, như điện có sẵn xài điện đường á. Rồi nước mình quay lên đâu còn cần, đâu phải như ngày xưa mình phải đi sách đâu. Làm dâu hồi xưa nó cực khổ. Dạ, còn bơm nước còn ấy thì giờ xuống.
Mà em có sống chung với ba mẹ không? Có sống chung, nhờ nhà ba má dễ. Em có ngại làm dâu không? Dạ không, chỉ có ba mẹ đừng khó quá. Ba mẹ đừng khó quá nghe, chứ cổ làm gì cũng được trơn á. Tìm hiểu bao lâu rồi tiến tới hôn nhân thì được? Tìm hiểu hợp nhau thì có thể là một năm. Một năm, lúc đó học xong chưa? Dạ em học xong rồi chị. Lúc đó là khoảng qua hết năm nay, là giữa năm sau là em thực tập, là em tốt nghiệp luôn rồi đó. Là lúc đó là có thể là có... Nếu bây giờ mà hai người hẹn hò, cổ đang ở đi học ở Cần Thơ, thế thì em có lên thăm cổ không? Thì có mà cho thì lên, có cứ kêu thì lên. Trời ơi, em phải tự động chứ, em đi cua bạn gái mà em bị kêu mới lên. Người ta không có kêu. Nhiều khi người ta nó mới học rồi mình có lên. Học ban ngày thôi, nhiều khi chiều chiều ban đêm hay thứ bảy chủ nhật cổ vẫn rảnh mà. Có lên thăm cổ không? Có. Bao lâu mới thăm được một lần? Tháng là tháng vậy đó. Trời ơi, lâu vậy. Chứ ngày nào cũng thăm thì sao? Không có ngày nào cũng thăm, nhưng mà tháng thăm một lần hai lần chứ gì đâu mà mấy tháng. Được, được không? Được. Rồi bây giờ tôi cho hai người này chơi một trò chơi với nhau nữa nha. Bây giờ trên tay chị Tường là có những cái lá bài, trong này là có những cái yêu cầu, mình hãy bóp và đọc lớn lên yêu cầu đối phương thực hiện cái điều trong này. Mời em trước. Bạn hôn lần đầu năm bao nhiêu tuổi là sao chị? Hỏi cổ á. Hôn ai và ở đâu? Hỏi cổ đi. Hồi nhỏ giờ em chưa hôn người khác đâu chứ. Hỏi người ta chứ không phải là em trả lời. Em hỏi gì hồi đó giờ chưa hôn ai hết hả? Vậy sao nó có hai mối tình rồi? Có nhưng mà có thì mình quen chơi tình bạn học cho trò đâu chứ đâu có. Chưa hôn? Dạ. Mày biết hôn không? Cũng cảm nhận được mà không dám. Nhắm biết hôn không trời? Biết hôn không? Bạn hôn lần đầu. Ủa bây giờ tôi hỏi biết hôn không? Đó là đương nhiên biết rồi chị. Sao biết, chưa hôn lần nào sao biết? Cảm nhận được chứ. Cảm nhận sao? Rồi rủi đưa ra cái biểu hôn rồi đưa cạp 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 gì không hôn được rồi sao? Giờ tập thử ha. Được không? Dạ được. Được, ai cho tập đâu mà tập. Tại chị hỏi em mới nói. Rồi hỏi cổ đi, hỏi cổ đi. Bà hôn lần đầu năm bao nhiêu tuổi? Hôn ai và ở đâu? Năm 22 tuổi là cái bạn thời sinh viên. Hôn ở đâu? Trả lời ta, câu hỏi ta bắt buộc phải trả lời đúng không anh? Ngại quá vậy. Cái này chắc hôn lén lút, hôn chỗ bí ẩn lắm nè. Hôn ở đâu? Hôn ở đâu là hôn ở địa điểm nào á? Ở Đại học Thơ chị, lúc mà mới lên học trong Đại học Thơ. Học Đại học Thơ mà hôn ở đâu? Hôn trong lớp hay hôn trong toilet của trường? Hay là hôn ở cái chỗ nào? Cái cây phượng vỉa hè? Hay là cái sân trường ở chỗ nào á, hiểu không? Lúc đó em nhớ là trước ký túc xá của Đại học Cần Thơ là có một cái con đường, kêu là cái con đường tình yêu gì đó, là tụi em dạo đồng bộ đó. Là 22 tuổi ta được hôn rồi kìa. Ông ba mấy tuổi chưa hôn? 35 tuổi rồi đó. Rồi mời em. Dạ, bạn hãy nắm tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Rồi thôi, ông hãy cho ảnh mượn cái tay đi cưng. Hãy nắm tay người đối diện và cho biết cảm nhận của bạn như thế nào. Nắm tay chứ phải bắt tay đâu. Cảm nhận đi, sao? Lạnh. Lạnh. Có gì nữa không ngoài cái lạnh? Có một cái sức hút nó khác. Sức hút như thế nào? Luồng điện hả? Điện. Nó giật giật hả? Tôi cũng rầu ông lắm đó nha ông. Ráng lên nha. Muốn có bạn gái chưa? Muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn chị. Bao lâu nữa đám cưới được? Rồi không, năm trở lại. Chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Thì nói chung nhà cửa em có sẵn. Nhà cửa có tiền không? Tiền thì có, nếu mà có đám thì có tiền. Tại vì đám cưới là phải có đưa tiền, gọi là tiền nát qua nhà gái đó. Có chuẩn bị tiền đó chưa? Dạ tiền thì có, nhà em mới cắt đây mà. Nhà mới cất? Dạ. Rồi. Thôi tôi hỏi nhiều quá, chắc trúng quýnh chết quá, kỳ quá. Bỏ đi. Rồi, bây giờ là các bạn trước khi quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không, các bạn hãy nhìn thẳng vào mặt nhau, nhìn nào vào đối phương của mình. Đây là giờ phút quan trọng nhất, chúng ta trò chuyện nãy giờ cũng vui ha, cũng hiểu được nhau rồi. Hãy nói cho người đối diện của mình biết cảm xúc hiện tại của mình như thế nào. Mình đang suy nghĩ điều gì ở trong đầu. Hãy nói thật. Con cũng được. Cũng được là sao? Cũng được, hiền. Hiền. Trong lòng anh bây giờ cảm thấy như thế nào? Thấy cũng thoải mái, thấy cũng... Có sao xuyến chút nào chưa? Có gọi gì hơi hơi. Cái gì? Có gì? Hơi hơi. Hơi hơi gì? Có hơi hơi nhột nhột. Sao động luôn. À, hơi hơi sao động. Còn em? Thì em thấy ảnh cũng dễ thương, cũng hiền.
ít nói. Thấy nói cũng nhiều mà. Thôi, tại vì bình thường em cũng ít nói nữa, mà gặp ảnh em thấy cũng ảnh cũng ít nói. Có lẽ nhiều khi lên chương trình hai bạn còn khớp và cũng không đủ thời gian chúng ta trò chuyện. Nếu thật sự chúng ta rung động thì chúng ta mới bấm nút hẹn hò với nhau. Không rung động chúng ta không bấm. Lưu ý giùm cho Tường nha. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì cái cuộc trò chuyện cũng phải dừng lại tại đây để đón xem cái quyết định của hai bạn là như thế nào. Xin mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau khi Tường đếm 3 tiếng đếm thì các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình. Nếu như đồng ý hẹn hò thì chúng ta ấn thật mạnh vào nút. Nếu như không đồng ý hẹn hò chúng ta lấy tay ra. Và nhớ Tường nói nhé, suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là chúng ta trao cái duyên cho nhau. Bấm nút là chúng ta chọn cái người đối diện là một cái người bạn trai, một người bạn gái của mình, cái người mà mình dành tình cảm, quan tâm, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Chúng ta muốn hẹn hò với người này chúng ta mới bấm. Nhắm mắt lại đi hai bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với quyết định đó. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao em lại không bấm? Em không có cảm nhận được cái nói chung là em thấy anh cũng hiền, cũng nhiệt tình, nhưng mà em không có cảm nhận được cái bên cảm xúc bên tự em thôi, chứ không phải là do anh ấy. Bạn ấy không bấm nút thì em suy nghĩ như thế nào? Thì tùy bạn, do trái tim muốn chọn, em đâu ép được, nhưng nào chúng ta không thể ép được là duyên nợ. Có thể hôm nay các bạn chưa có một cái duyên để hẹn hò cùng nhau. Kính thưa quý vị, và cuối cùng thì hai bạn ấy đã không có chạm đến cảm xúc của nhau. Chúng tôi phải tôn trọng quyết định của người tham gia chương trình. Nhưng mà không sao, có thể các bạn ấy không hẹn hò ở đây, nhưng mà rất là nhiều quý vị khán giả đang theo dõi chương trình sẽ gửi những cái sự đồng cảm, những xúc cảm của mình, những cái tình cảm của mình dành cho cả hai người tham gia chương trình ngày hôm nay. Và Tường cũng xin thay mặt chương trình là chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Kính thưa quý vị, như vậy là hôm nay Tường không có tặng quà gì được cho hai bạn này hết, cũng rất là buồn. Hôm nay bà Mai đã không hoàn thành được nhiệm vụ. Xin sẽ cố gắng vào tập sau quý vị nhé. Quý vị hãy nhớ đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt Hẹn Ăn Trưa vào lúc 12 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media hoặc là trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Hãy nhớ ấn subscribe, theo dõi kênh và ủng hộ cho chương trình quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, nhưng mà người thứ ba này là cùng bạn nữ đó. Trời hả? Rồi. Em là tao nói không bao giờ uống hai lần nước cho một dòng sông, còn em là hai lần uống với một nhỏ bạn đó luôn, đúng không? Gái gái đỏ nè. Rồi. Gu của em là anh gái đỏ. Gu em là anh gái đỏ. Thẳng vậy. Thôi thẳng thắn vậy. Tại vì em đang tìm một người gu như vậy, em phải nói gu em như vậy chứ. Cát Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào đón quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản Kết Đôi Như Ý. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Dạ, ngày hôm nay thì Tường thấy là ôi trời ơi, hai bên nhà trai nhà gái có đủ nha. Chương trình hôm nay sẽ có thêm được nhiều ý kiến đóng góp từ những người thân nữa. Và hy vọng là ngày hôm nay hai chị em mình sẽ ghép đôi thành công hai cặp. Hai cặp. Yeah. Dạ, kính thưa quý vị, xin mời quý vị hãy hướng mắt về sân khấu và cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai bạn nam của chương trình ngày hôm nay. Wow. Bây giờ kính mời quý vị hãy hướng về sân khấu và chào mừng hai bạn nữ bên họ nhà gái. Hôm nay chị Tường đổi phong thủy, ưu tiên cho bạn nam giới thiệu trước. Nam ở ghế màu xanh, mời em. Dạ, em tên là Hoàng Phúc. Hiện tại thì em đang công tác tại trường cao đẳng FPT. Công việc chính là làm gì? Chủ yếu là em tổ chức sự kiện cho các bạn với lại mấy cái dịch vụ cho sinh viên đó chị. Cương năm nay bao nhiêu tuổi Phúc? Dạ, hiện tại em 23 tuổi chị. Bạn nữ ngồi ghế xanh hãy giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và khán giả đang ngồi trong trường quay cũng như đang xem trên màn hình. Em tên là Trần Thị Anh Thư, năm nay 21 tuổi, hiện đang là nhân viên chăm sóc khách hàng. Chăm sóc về mặt hàng gì?
Dạ em bên lĩnh vực giáo dục, như là các anh chị sẽ học về chương trình MBA thì em sẽ hỗ trợ các anh chị trong quá trình học tập ạ. Vậy gia đình em ở đâu? Dạ em quê ở Cà Mau. Rồi còn em trai ở Ghế Đỏ, em tên gì? Dạ em chào chị Cát Tường, em chào chú Hứa Minh Đạt, em chào hai bạn nữ và em chào bạn nam. Em chào quý vị khán giả ạ. Em tên là Trường An, em sinh năm 98, em đang làm trợ lý cho giám đốc em. Rồi, Trường An, trợ lý giám đốc. Bạn nam ngồi ghế bà đỏ giới thiệu về mình rồi, thì bây giờ còn có mình em thôi đó. Dạ, em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và hai bạn nam bên kia. Em tên là Thanh Phương, em sinh năm 2000, nay rồi, trẻ mang tuổi. Hôm nay toàn là những người trẻ không đang tìm. Hai chàng trai 98 với hai cô gái 2000. Dạ, hiện tại thì em đang làm nhân viên truyền thông. Quê em ở đâu Phương? Dạ, quê em ở Bình Dương. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Phương? Điểm mạnh của em là mọi người thường nhận xét em là năng động và khuấy động nhóm bạn chơi. Còn về điểm yếu của em thì kiểu như em hay suy nghĩ về lời nói của người khác. Ví dụ như người ta nói chơi không liên quan tới em nhưng mà em nghĩ đó là em, thì cái đó là không tốt. Ví dụ như đang chơi trong một nhóm, cái xong rồi có một bạn nào đó nói là da ngâm là nhìn là kiểu như thấy không ưng, không đẹp rồi. Cái em tự đặt bản thân mình vô, vậy là chắc là mình không đẹp. Sống sao cho vừa lòng người em ơi. Kệ người ta nói sao, nói mình tự tin lên em ơi. Còn cái gì nữa không? Em quá mê ngủ. Tất cả thời gian rảnh của em sẽ đi ngủ. Ví dụ như tới giờ ăn mẹ kêu là thôi dậy ăn đi, thì em nói thôi để cho con ngủ thẳng giấc đi rồi con ăn mới ngon được. Khi mà những thời gian rảnh của em thì em sẽ nghĩ tới việc ngủ đầu tiên. Rồi bây giờ tới giờ hẹn trai với ngủ rồi chọn cái nào? Dạ chắc là đi hẹn bạn trai chị ơi. Đi hẹn bạn trai chị ơi. Em ngủ nữa, chị cho em ngủ luôn à. Đó giờ là kỷ lục em ngủ. Bao nhiêu lâu là kỷ lục? Ngủ từ 9 giờ tối tới 8 giờ sáng. Cũng bình thường. Cũng bình thường. Nhưng mà cái lúc đó em dậy đúng không? Em đi ăn xong mà em không có việc gì làm nữa, em sẽ đi ngủ tiếp. Ngủ tiếp tới 9 giờ tối. Tới chiều thôi anh. Tới chiều thôi. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Rồi giờ quay lại với Trường An nha. Trường An thì sao, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ thì điểm mạnh của em là thích khám phá. Điểm mạnh của em cũng là bơi lội luôn. Em có thể một hơi lặn hết chiều dài của hồ. Hơi dài á? Hồ mấy mét? 15 mét. Điểm mạnh tiếp theo của em là đánh máy tốc ký. Bao nhiêu ký tự? Cao nhất của em hiện tại là 82 ký tự một phút. Có ai đánh máy hơn 80 không? Em không. Em thì đánh kiểu như nó nhanh thì nhanh thiệt nhưng mà nó sai chữ. Nhanh thì nhanh thiệt nhưng mà nó sai chữ. Còn gì nữa không? Dạ tài năng cuối cùng của em là chơi guitar. Đờn không hay là vừa đàn vừa hát? Sở trường của em là đờn không ra tiếng. Đờn không ra tiếng. Nhưng mà em thích hát. Thì đờn không ra tiếng là gì? Cái gì? Là em đàn theo mà đàn ra một bài hát luôn. Là không phải là vừa đàn vừa hát. Rồi còn gì nữa? Thì điểm mạnh của em còn nhiều thứ lắm. Thì em có thể xây Rubik trong vòng 5 đến 6 phút á. Có thể hoàn thành hết 6 màu của cục Rubik. Trời hay quá ta, nãy giờ nhiều tài quá ha, nói chung là làm gì cũng nhanh hết. Dạ, nhưng có những cái biết. Cần phải chậm không được nhanh đâu nha. Bây giờ đàn cái chị Tường nghe thử được không? Cho mọi người nghe luôn được không? Wow. Rồi, xin mời. Biểu diễn luôn nè. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Giờ bên sau này gió lạnh hơi đêm mùa nắng, là ngày ta xuân phải khó khăn. Còn tiếng hò gầy bắn chắp, tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng cho em thấy. Người yêu ơi yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu. Không là anh thì ai, để anh đưa em về. Làm tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, là người yêu anh nhé. Cái câu cuối cùng mà không giấy mà tự nhiên bỏ cuộc giữa chừng vậy. Dạ, em run quá. Làm sao phải cố đến hơi thở cuối cùng nhá. Làm sao sẽ cố hơn. Nãy giờ nghe toàn là ưu điểm dữ dội không à, điểm mạnh không à. Rồi, thế bản thân mình có thấy mình có cái điểm yếu gì không cưng? Dạ, ngoài những ưu điểm ra thì em cũng có khuyết điểm nữa. Em rất là ham vui. Có khi công việc tới á, nhưng mà bạn bè rủ đi ăn uống thì để vui vẻ thì em
Em cũng bỏ công việc em đi chung. Bỏ công việc đi luôn. Dạ. Làm sao mà mai mốt em rủ được cái bạn hay ngủ đó, mà em rủ cho bạn nó đừng ngủ nữa, đi là em ngon luôn á. Dạ. Ha. Dạ. Còn gì nữa? Dạ thì em thì ngủ ngáy. Có một lần em ngủ á, cái xong em ngáy lớn quá em mới thổi như vậy luôn. Trời ơi. Vậy là không phải xung quanh kêu mà tự mình dậy luôn. Trời. Đó là em tỉnh dậy em hỏi ủa sao tiếng gì vậy ta, mình không biết tiếng gì mà làm mình thức luôn. Cái hồi nữa mình đang suy nghĩ là hình như là mình ngáy, mình lớn quá thức thức. Trời. Phải không? Chắc vậy không? Có chắc là mình ngáy không? Thì xung quanh em yên tĩnh hết, chắc mình em tạo ra tiếng động thôi. Ủa em gái ở ghế đỏ rồi em ngủ nhiều quá rồi em có ngáy không? Dạ không chị. Rồi thí dụ cái người ngủ với chung với em mà ngáy thì em có ngủ được không? Khi mà em ngủ say ngáy hôm sau mà em chưa ngủ thì đừng ngáy giùm em đem ngủ. Rồi giả tỷ vậy em chưa ngủ mà bên này nó ngủ trước rồi nó ngáy rồi làm sao em xử lý như thế nào? Lấy gói em để vô mặt. Rồi bây giờ quay qua chàng trai áo xanh của tôi nào. Điểm mạnh điểm yếu của Phúc là gì? Dạ điểm mạnh của em là điểm yếu. Hả? Không có. Diễn với chị nữa, diễn với chị Tường nữa. Điểm mạnh của em là em vui tính, biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em bị hay quên á. Rồi nghe nào, nghe bạn gái ở ghế xanh coi. Ủa, như thế nào. Dạ. Em muốn show điểm yếu của mình ra trước hay show điểm mạnh trước à? Em lười. Lười chứ không phải là ở dơ nha, lười với ở dơ nó khác nhau nha. Tự nhiên sao em bị nhọc nhằn với chữ lười và sự ở dơ vậy, kỳ vậy? Vậy là có người nói em ở dơ rồi phải không? Dạ không, một số người định nghĩa là lười nghĩa là không đi tắm hay là này kia thì ở dơ. Và em có lười tắm không? Dạ không, em rất là siêng tắm. À. Có một số việc em phải đợi người thân, bạn bè nhắc nhiều lần em mới đi làm. Đồ này kia dọn dẹp á là em lười dẹp lắm. Em bài ra thôi chứ em không dẹp. Còn yếu điểm gì nữa nè? Dạ em hay vô tâm, vô tư hóa vô tâm. Ví dụ như em có bạn trai đi, nhiều lúc em cũng quên em có bạn trai luôn á. Hàng kia giờ em ngồi đây đó. Em nhớ là em đâu có ngồi đây đâu. Dạ chắc vậy. Vô tâm còn kiểu em không hay quan tâm chăm sóc lớn như nhau hết rồi, còn gì mình phải quan tâm chi, thành ra hóa vô tâm luôn. Vậy giờ em muốn lên chương trình là em muốn làm gì? Muốn kiếm bạn trai đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi em có muốn bạn trai em quan tâm đến em không? Dạ em muốn nhưng mà đừng có quan tâm nhiều quá. Ủa gì kỳ vậy? Vậy chứ giờ là em muốn cái gì? Vậy chứ giờ là em muốn cái gì? Dạ muốn có bạn trai. Muốn có bạn trai. Muốn có bạn trai mà bạn trai không quan tâm chứ để làm gì? Quan tâm vừa phải thôi, kiểu như đừng có quan tâm đến mức kiểm soát quá rồi. Dạ kiểu có bạn trai cho có gì ta, để hỏi mày mày có bạn trai chưa? Tao có bạn trai nha, tao không có ế nha. Ưu điểm em lại gì? Dạ em nấu ăn rất là ngon, nhiệt tình vui vẻ. Dạ rồi. Nấu những món gì, ví dụ như ngon là món gì ngon? Em tâm đắc nhất là món sườn xào chua ngọt. Chà, nghe thấy thèm ha. Ghê ta. Nguyên liệu có gì trọng? Dạ có sườn. Rồi chua ngọt. Dạ cà chua đừng, với đường. Có thêm gì đâu trọng nữa không? Dạ thêm hành. Có gì nữa không? Tấm lòng của em. Tấm lòng của em. Thấy nó ngon rồi đó. Ngon rồi đó. Bây giờ nói cái gì chuyện tình yêu của em đi nè. Em chưa có mối tình nào hết. Em kiểu chỉ có nhắn tin qua lại rồi tìm hiểu một thời gian xong cái rồi bẵng mất tiêu luôn, chưa trở thành tình yêu. Thấy chưa? Dạ, tại em đó. Em không có nhiệt tình trong tình yêu, em không có nồng nhiệt. Em cà lơ phất phơ vậy rồi ai yêu nổi. Tại vì em mà không có cải thiện cái chuyện đó thì nó cũng vậy hà, năm ba bữa rồi nó cũng mất tiêu. Dạ em lên đây là để em cải thiện á. Mẫu một người yêu em như thế nào? Dạ cao khoảng 1m7, người hơi ốm ốm, nhưng nhất định phải có muối. Hả? Nhưng nhất định phải có muối. Hả? Chà, khoan từ từ, tới đoạn này ngừng lại chút nha. Em cao mét mấy? Càng giờ càng 68. Mình này cao mét mấy? Dạ 1m7. Có muối không? Tự khai. Dạ có, một chắc muối. Không? Dịch quá. Dịch quá hả? Dịch quá, ở nhà không. À là trước dịch là có muối. Lấy muối cho dịch hết. Bên này có muối không? Có muối không? Dạ có mỡ. Dạ có mỡ. Được. Tôi tính kiểm tra mà đứa là một muối, đứa là có mỡ thôi bỏ. Người 1m7, người 1m68. Tướng tá mặt mày đẹp trai ngon lành nha cưng nha. Tiếp đi, còn tiêu chuẩn gì nữa không? Dạ không được gia trưởng, không hút thuốc. Đô nhậu mạnh chút. Đô nhậu mạnh một chút à? Ở đây có cái nhậu mà. Dạ có. Mấy mấy lon? Đô nhiêu nè? Bất tử. Bất tử. Đô bất tử. Bên đây sao? Dạ em biết nhậu. Rồi. Mấy lon? Ai nhiêu em nhiêu? Ai nhiêu em nhiêu? Trời ơi trời. Đội mạnh quá. Không à. Ủa em hay nhậu lắm hả? Ai dạ không à. Quê em ở Cà Mau thì về nhà gặp bà con nhà họ tía má thì phải biết nhậu nữa. Tiêu chuẩn xác định làm rể nhà em là phải biết nhậu. Dạ đúng rồi. Tôi xoay qua Phúc luôn, tình trường Phúc sao?
Dạ em được hai mối tình. Mối đầu tiên thì thời cấp 3 của em. Mối tình thứ hai thì cũng cách đây gần 2 năm. Quen được bao lâu? Dạ quen được gần 1 năm. Cái lý do em chia tay là do bạn nó đi định cư. Bây giờ dạ. Muốn tìm một cái người bạn gái mới như thế nào? Thì em không quan trọng về ngoại hình, tại vì ngoại hình có thể thay đổi được. Dạ em chỉ quan trọng là biết quan tâm, chia sẻ và hiểu nhau thôi. Rồi, đồng ý. Để đi từ từ lát coi mới biết được. Quay qua chàng trai ghế đỏ nè, Trường An đúng không? Dạ. Mấy mối tình? Dạ, em cũng hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên của em cũng thời cấp 3. Khi em lên đại học á là tụi em chia tay. Mối tình thứ hai? Dạ, mối tình thứ hai là thời sinh viên. Em quen được là 3 năm. 3 năm cũng dài quá, sao chia tay? Dạ, tại vì cũng mùa dịch này. Hai người có gây gỗ xong rồi nói chung là không liên lạc nữa, tình cảm nó nhạt quá. Nói chung rồi. Là con Covid nó chia lìa lứa đôi đúng không? Dạ. Rồi em muốn tìm một người như thế nào nè? Mỗi người bạn gái của em hiện tại là em muốn cô ấy là hay cười, sôi động, năng nổ. Ngoại hình thì em thích bạn nữ ốm ốm. Ốm ốm, bên đó ăn nhiều ngủ nhiều nhưng mà vẫn dạ, ốm, vẫn ốm. Ốm rồi, lắm. Được. Có tiêu chí gì nữa không? Bạn đó hát hay, em đàn nhưng mà em hát không hay nên em mong bạn đó bù lại. Coi bên đó có ai hát không? Tổ chức nó hơi khó ha. Ở đây có ai hát hay không ạ? À? À, em được mệnh danh là hát dở có tiếng. Kiểu như em hát dở nhưng mà em rất mắc hát anh. Mắc hát hả? Bây giờ em thử hát cho bạn ấy nghe coi. Nhiều khi hay. Hay. Mà thường em theo được tới đâu gì? Theo tới đó. Lẽ là tông cua anh tông ngang. Tông cua anh tông ngang. Tông cua tông em hát bài hiểu rồi. Không? Em của ngày hôm qua. Là tông đơ luôn á. Nè bài em của ngày hôm qua tông cua tông không? Ngang. Ú ú ú á. Giờ là em vô trước để đàn vô sau hay là đàn vô trước em vô sau? Em vô trước cho tại em không theo nhạc được. Rồi vô nhạc rồi, theo em nha. Vô em quên đọc âm rồi. Vô thế đi, người ta cứ đàn đại đi. Anh chuẩn bị chưa? Anh bên kia chuẩn bị chưa? Đừng nhìn anh đưa ra mắt ngày xưa, giờ ở đâu em còn là em. Em đang bên là em muốn quên lưng quên hết đi. À, học về sao tình yêu trong em giờ toàn dạ rồi. Anh không muốn vui mình trong mơ, anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng vội vàng là em của ngày hôm qua. U u u u, xin là em của ngày hôm qua. U u u u, đừng vội vàng anh một mình nơi đây. U u u u, dừng phải xóa nhẹ đi ký ức. Ú ú ú ú. Cái gì vậy trời? Rồi bốn. Rồi hát vậy làm sao người ta đợi? Bây giờ hãy tâm sự đi, em đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi và vì sao cô đơn vậy? Dạ, ba mối tình. Em yêu từ năm lớp 7. Hai mối tình đầu tiên nó cũng gần gần nhau. Là lớp 7 đến khoảng lớp 9. Là hai mối tình hay một mối tình? Dạ hai, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đó là em quen hai mối tình. Từ lớp 7 tới lớp 9 có hai mối tình? Dạ. Là em quen một lúc hai người là hay sao? Không, không, không. Chứ sao? Em quen một người đầu xong rồi chia tay vì lý do có người thứ ba. À. Rồi. Quan điểm của em là do bạn nam hết nên là mới có câu chuyện như vậy. Nên là em không quan tâm bạn nữ kia là ai. Khác nhưng mà em, nó vui. Em vẫn sẽ biết mặt bạn đó chứ. Dạ, xong rồi... mối tình thứ hai quen xong rồi chia tay cũng bị người thứ ba. Rồi, trời thứ ơi. Ba luôn. Nhưng mà người thứ ba này là cùng bạn nữ đó. Trời hả? Rồi em là ta nói không bao giờ uống hai lần nước cho một dòng sông, còn em là hai lần uống với một nhỏ bạn đó luôn đúng không? Cái xong rồi mới tức quá. Tức. Cái xong rồi lần này em quyết định em nhắn tin hỏi là, ủa sao mà bạn cùng bạn cứ me bạn trai tôi đúng bạn rồi, cua rồi. Hoài à. Đúng không? Rồi sao? Ý là có ghét gì em không? Cái xong bạn nói là không hề biết em luôn. Đó là sự vô tình thôi phải không? Dạ, sự vô tình ngẫu nhiên mà trùng hợp. Dạ. Nhưng mà cũng là do thằng bạn trai của em luôn. Dạ đúng rồi. Chứ đâu phải do bạn đó. Dạ em chỉ hỏi tôi biết tới đó thôi, xong rồi hai đứa em làm bạn với nhau. Đúng rồi. Nè, mối tình thứ ba mới hấp dẫn. Mối tình thứ ba là quen được nay giờ 4 năm. Rồi có dính dáng với người bạn nữa không? Dạ không dính dáng nhưng mà lý do chia tay cũng là người thứ ba đó anh. Cũng là người thứ ba đó anh. Trời đất ơi, muốn xỉu luôn vậy đó. Ủa sao em quen sao mà em quản lý bồ thế nào mà sao nào cũng có người thứ ba chứ vậy cưng? Em cảm giác như là khi em quen nha, em là em rất quan tâm người bạn nam của em. Thôi chị hiểu rồi, em rất quan tâm nhưng mà khi em ngủ là bồ em đi kiếm người thứ ba. Em nghĩ chắc là do hồi lúc cái gu của em á là em thích một bạn nam kiểu như năng động, nói nhiều á. Nhưng mà kiểu người, nếu mà người như vậy thì sẽ không dứt khoát với lại mọi mối quan hệ khác. Nên mới có trường hợp đó xảy ra. Bây giờ thay đổi gu em là điềm tĩnh để em nói thôi được rồi. À bây giờ đổi gu luôn, sau ba lần bị gọi là cắm sừng là đổi gu ha. Cái lúc mà em phát hiện ra là bạn trai mình có người thứ ba, nó có người khác đó, là cái cảm xúc lúc đó của em như thế nào? Lần một thì buồn, lần hai thì sốc, còn lần thứ ba thì mà trời chị mặc kệ. Hy vọng là không đau gì quá đau. Lần này thì sẽ nó ổn hơn nhiều. Thì bây giờ mẫu người
đàn ông của em là như thế nào? Em rất thích một anh cao 1m7 đến 1m75. Phải thật sự chung tình. Ví dụ như mà không thích nhau nữa thì nói là dừng lại chứ đừng có mà bắt cá hai tay. Uống rượu, uống bia được nhưng mà đừng có hút thuốc. Bây giờ mình đã có những thông tin của bốn người chơi tham gia chương trình ngày hôm nay rồi. Bây giờ hôm nay là hai gia đình hai bên, bên nhà trai, bên nhà gái đều rất là đầy đủ. Chúng ta sẽ giao lưu nha. Đây, ngồi đối diện với đây. Hello em trai. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt ạ. Hôm nay em đi với lại bạn An, em là đồng nghiệp của bạn An. Thì hai bạn nữ ở đây rất là xinh. Nhưng mà cái từ lúc mà bước ra thì em để cái bạn ngồi ghế xanh. Về ngoại hình thì nó rất phù hợp với lại cái gu của bạn An. Vậy luôn hả? Mảnh mai. Cảm ơn em trai nha. Rồi, cảm ơn em. Chào bên đây, xin chào ba em. Em là về của bạn Phương. Em là? Là bạn cái... đồng nghiệp với bạn Phương. Thì em thấy bạn Phương hợp với anh An hơn là vì bạn Phương năng động. Và bạn Phương bây giờ thì cũng thích một người điềm đạm một xíu. Em nghĩ anh An cũng phù hợp hơn. Rồi. Cảm ơn hai bạn. Rồi. Đây. Mời em. Dạ, trước tiên em xin chào hai MC và bạn nữ và hai bạn nam bên đây ạ. Dạ, em là Thúy, là bạn tham gia chương trình cùng với Thư. Dạ, thì hai bạn nam thì em thấy bạn Trường An thì trưởng thành hơn. Nhưng mà bạn Thư cũng rất thích, là người rất vui tính. Cho nên là em thấy bạn Phúc cũng là hợp với bạn Thư. Nhưng mà nếu em chọn thì em sẽ chọn ai? Chọn ai? Dạ, em nghĩ là bạn Phúc ạ. Nãy giờ bạn Phúc có một phiếu rồi. Không, em có, bạn Phúc là được phiếu của chị Tường. Em cũng thấy bạn Phúc hay hay quá. Dễ thương. À, bây giờ thì để cho quyền quyết định của các bạn này. Mở cửa trái tim. Nãy giờ nghe tiếng thôi, bây giờ thấy hình rồi. Bây giờ sẽ cho ưu tiên cho An đi. An nãy giờ được nhiều người nhận xét. Bây giờ cảm xúc của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Em tim đập nhanh quá, không biết nói gì luôn. 6. Gì vậy? Còn đâu biết áp gì không? Thì em thấy bạn nữ có một bạn nữ ngồi ghế xanh. Tim đập nhanh hơn. Thấy bạn nữ ngồi ghế xanh tim đập nhanh hơn. À, hồi lúc mà đi tới đây tham gia chương trình có khám tim hay có gì chưa? Sao đi tim đập nhanh hồng hay gì á? Ồ thiệt chị ơi. Con đập bụp bụp luôn á. Thế hả? Bạn nữ áo xanh nãy. Áo xanh nào? Thấy áo xanh nào đây? Ghế xanh đúng không? Dạ, mà mình nữ ghế xanh thì trời, nó hoa mắt luôn rồi. Em thích một người nấu ăn ngon. Vậy dạ. Ta nói. Rồi còn gì nữa? Hết chưa? Cơ hội có nhiều lần để nói đâu nha. Mạnh mẽ lên. Dạ. Cảm nhận như bạn ngồi ghế đỏ thì thấy như thế nào? Bạn ghế đỏ thì em thấy nhìn bạn rất là năng động. Em cũng muốn bạn ghế đỏ nữa. Nói ngồi nữa em say qua em thích đạt luôn, chết luôn á. Rồi. Bình tĩnh lên nào, bình tĩnh. Bây giờ hai em gái đi. Em gái ghế đỏ nè. Rồi. Cô của em là anh ghế đỏ. Gu em là anh ghế đỏ. Thẳng thắn vậy. Tại vì em đang tìm một người gu như vậy, em phải nói gu em như vậy chứ. Còn Thư? À, dạ, em thấy hai anh nào cũng đúng gu em á. Trời ơi, cái gì tùy luôn quá trời. Cái gì vậy? Phúc nói một câu cả Phúc. Em rung quá. Nãy em nói em xin hay. Xin hết tặng quà. Đó. Quà lên. Hay quá. Dạ, dạ em cảm ơn ạ. Dạ em cảm ơn. Em tặng hai món quà này mong rằng hai bạn nữ sẽ đẹp hơn khi có em. Đẹp hơn khi có em là sao? Thì hai bạn có thể mở quà để xem em nó là như thế nào. Đẹp hơn khi có quà của em chứ riêng có em là hai người đều hốt em luôn sao? Có đồ của em. Dạ. Đó là gì? cái này em hay xài đúng không em nữa nè. Ở bên đây cái gì cũng y chang luôn hả? Dạ. Em mua hai cái giống nhau để tặng cho hai bạn nữ chứ em không có đặt cho ai cao thấp. Có nghĩa là cái này là quà, gọi là quà lịch sự, quà gặp mặt. Quen. Còn cái đoạn mà đoạn cuối là chưa biết phải không? Cái này là mới là chào sân thôi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ em nói cảm nhận em đi. Theo cảm nhận của em thì hai bạn đều xinh. Nãy ngồi đây không rung mà qua bên kia xong về tay nhấc không lên luôn. Nhưng mà vẫn ổn đúng không? Dạ. Nhưng mà có thích đúng không? Có rung động phải không? Dạ có. Bạn nữ hay bạn nữ có? Em nãy có giờ cảm nghĩ hai bạn nữ. Rồi mời em. Rồi hai cái quà này cũng giống nhau luôn hả cơ? Dạ thật ra lúc mua cái này em không có nghĩ gì hết trơn á. Em lại vô tâm nữa rồi. Em lại vô tâm nữa rồi. Em có ghi chú ở trong cái... Có ghi chú đó. Mà ghi giống nhau hay ghi khác nhau? Dạ giống nhau. Trời đất. Còn người nào em chọn thì em về nhà em nói khác chứ. Rồi đọc thử một người coi có ghi cái gì. Hãy hạnh phúc trong giây phút này. Vậy là đủ. Mỗi khoảnh khắc là tất cả những gì chúng ta cần. Không hơn.
có để Facebook rồi Instagram số điện thoại. Trời ơi, người ta kết đôi người ta mới được cho thông tin, còn bả tự viết thông tin bả gửi luôn rồi. Chọn mới khó. Chọn xong rồi giờ rồi chọn anh kia rồi anh kia về anh kia cũng... tự hiểu chứ. Đó, nhưng mà giờ người ta cũng cố tình người ta liên hệ. Thì lát nữa rồi, phải tìm sao? Đủ mọi cách lấy lại cuốn này nha. Trời ơi, giờ nó học thuộc lòng số điện thoại nè. Cô có ý đồ gì trong hai cuốn sách này? Dạ em không có ý đồ gì chứ. Thật sự ban đầu em chỉ nghĩ đơn giản là mua sách tặng để có quà lưu niệm thôi à. Rồi sau đó vô nhà sách thì em mới thấy hai cuốn này hay thì em mua thôi. Em thấy tặng không thì kỳ quá, em lựa đại một câu trên Instagram em ghi đại vô thôi à. Trời ơi. Rồi bây giờ tới phiên em á. Dạ. Là làm gì bữa nay toàn giống nhau không vậy? Đây là những món quà làm quen thôi hả? À, làm quen thôi ha. Thường những cái kỷ niệm hoặc là những dịp quan trọng của em thì nó thường gắn bó với lại cái bông. Nên là em muốn lần này em dành tặng gấu bông đến Hàn. Trời ơi, em còn nhắc lên mấy cái kỷ niệm liên quan tới gia đình thôi. À, nói cho gõ. Vậy còn em, giờ có muốn tặng quà chưa hay là sao? Em sẽ tặng quà cho bạn nữ mà em cảm thấy phù hợp. Coi như một món quà thôi phải không? Bây giờ chúng ta sẵn chớn này chúng ta sẽ trò chuyện luôn đi. Hôm nay nó có nhiều vấn đề. Thứ nhất là ở cái chỗ khi mà bạn gái ở ghế đỏ đó, ba lần đều có cái người thứ ba xen vào. Rồi á là Thư cũng vậy nữa. Thư thì chưa mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết nhưng mà thả thính ra, tôi nói vô tâm nhưng thật tự nhiên cho số điện thoại luôn hai chàng trai một lúc. Thì bây giờ các em hãy nói với nhau thử coi, nghe quan điểm của em về cái chuyện là có cái người thứ ba, về chuyện trà xanh đó. Đây người sành điệu nhất. Rồi. Nè. Em đang là bên phái nữ nên là thường những chuyện mà xảy ra đối với em rồi thì em nghĩ là 100% là do lỗi bạn nam nên là bạn nữ còn lại mới có cơ hội để xen vô. Nếu như bây giờ em còn rơi vô tình huống đó nữa thì em sẽ xử lý như thế nào? Nếu mà rơi vô tình huống đó nữa chắc em nghỉ yêu luôn chị. Rồi còn Thư thì sao? Dạ nếu như bạn trai em mà có người thứ ba thì tốt nhất là đừng nên cho em biết. Nói với em là muốn chia tay với em đi rồi đi với người kia, nhưng mà đừng có nói cho em biết là trong cái mối quan hệ của chúng ta đang có một người thứ ba. Nhưng mà nếu nó không nói nhưng mà em vẫn biết thì em xử lý như thế nào? Em im lặng, em chờ người ta nói. Rồi người ta không nói thì người sao? Người ta cứ vậy hoài luôn. Biết đâu người ta trà xanh là vội đến vội đi. Bạn nam có thể là vội yêu ngay trong lúc đó, sau đó có thể quay đầu lại. Như là em cũng rộng lượng và tha thứ luôn. Để từ từ bạn nó giải quyết như thế đâu nào? Đâu có ai hoàn hảo đâu chị. Đó là lý thuyết của một cô gái chưa yêu. Đó. Phúc thì như thế nào? Em thấy trà xanh thì nó cũng bình thường ạ. Với lại trong cái chuyện tay ba đó thì không ai sai cả. Do bản thân mình tự nhận xét mình thôi. Nếu như mình không uống trà xanh thì nó sẽ không có trà xanh. Nếu như mà mình không làm gì sai thì trà xanh có xuất hiện hay không nó cũng không cắt được mình ra được. Quan niệm tình yêu của em á thì là thương thì chừng nào mình có vấn đề gì hết thương thì mình mới dừng lại hoặc là quen một người khác. Chứ trong lúc mà quen nhau á, em phát hiện ví dụ bạn gái em có quen một người nào khác thì nếu như em biết thì em cũng không nói. Em để cho bạn nữ tự chủ động nói với em. Sao giống bên đó quá vậy? Thực tế là bây giờ em gặp một cái người khác mà em cảm thấy thích và rung động thật sự, mà cô bé đó rất là đáng yêu hơn cái người mà em đang yêu, rồi em xử lý như sao? Đó người đó cái... chủ động tấn công em luôn. Em chủ động từ chối lại. Trời ơi. Lý thuyết của những người trẻ, chàng trai hôm nay được rất là nhiều điểm. Em quan điểm như thế nào về chuyện trà xanh? Về người phụ nữ á, nếu mà có người khác xen vào thì em sẽ chủ động để cô ấy quyết định. Tại vì nếu tình cảm của mình nếu mà hơn á thì chắc chắn cô ấy sẽ từ bỏ người đó thôi. Còn nếu mà cô ấy mà thương người kia hơn á thì em chấp nhận em đi ra đi. Nếu mà trà xanh đến với em thì em sẽ ngưng, không có liên lạc gì đến hai người cả. Em sẽ đợi một thời gian tình cảm của ai, người nào mà em cảm thấy trong tim mình nhiều nhất em sẽ chọn người đó. Rồi, ai cũng đều có quan điểm riêng của đúng mình rồi. Nếu như em có trà xanh thì em tính sao Đạt? Dạ em là đi ra đường ngủ bụi đời là cũng như là chết em luôn á chị. Đó là những cái câu hỏi mình hỏi nhau để mà hiểu nhau nhiều hơn, quan điểm của nhau thôi. Giờ các bạn có còn muốn hỏi gì nhau không? Em sẽ hỏi bạn ghế xanh. Anh muốn hỏi em là em có thích đi du lịch không? Dạ em thích ạ. Thường nếu mà mình đi du lịch á, mình sẽ đến những nơi cây cối hay là những nơi có biển? Em thích một nơi vừa có núi và vừa có biển. Em thích nơi nào hơn đi? Em thích nơi nào hơn ạ? Thì kể một địa danh luôn hay là sao ạ? Dạ em thích Phú Yên ạ. Phú Yên. Anh không biết Phú Yên. Không biết Phú Yên. Đó tôi biết ngay. Đó. Còn em? Em thích đi đâu? Dạ em thích đi Đà Lạt.
Thôi, vô vấn đề đi chứ hết thời gian rồi ông ngồm cứ chà chà hoài. Tại tại cùng sở thích em mới chọn được. Anh muốn hỏi em là em thích môn thể thao nào nhất? Dạ em thích bóng rổ ạ. Rồi em có lựa chọn rồi. Dạ em thích bóng rổ ạ. Rồi em có lựa chọn rồi. Em muốn hỏi gì Phúc? Em hỏi bạn áo đen ạ. Bạn Phương. Dạ. Anh em. Em thích nhất là món gì ha? Dạ món em thích nhất là bánh xèo. Anh cũng thích. Bánh khò. Anh thích bánh xèo, anh nó thích cũng khò. Giống nhau. Chung chỗ bán hả? Nó chung chỗ bán. Chung chỗ bán. Tại vì em làm bánh xèo là ngon nhất. Hai anh có thích câu cá không ạ? Khi nào mà rảnh thì có thể bạn rủ thì câu thôi. Chứ thích thì cũng không thích lắm. Anh cũng không thích câu cá. Em thích không? Dạ em thích câu cá. Rồi bây giờ một phút cuối cùng có ai muốn làm gì nữa không? Em sẽ tặng quà. Dạ cảm ơn anh ạ. Cô tặng thôi không có nói gì hết hả? Mình cảm giác tim đập nhiều hơn ở ghế của bạn. Đây em dịch cho, mình cảm giác tim đập mạnh hơn khi đứng gần bạn. Mình nắm tay vô cái quà đó, coi như mình truyền cái miếng. Trời ơi, bộ sợi đụng tay nhau điện giật hay gì? Nhưng mà khi về mới xem nha. Dạ. Dạ. Khi mà em nói một cái tham thích ra thì cái môn thể thao đó là anh thích từ lúc mà còn nhỏ tới bây giờ luôn. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Thì bây giờ không biết cái này là cái gì. Anh dặn em là sao? Cái này về nhà hả mở ra. Hả? Mà cái gì hồi nhỏ? Dạ. Thích từ hồi nhỏ. Cái môn thể thao vừa rồi em chia sẻ là môn bóng rổ thì anh nói là anh thích cái môn đó từ nhỏ đến giờ. Ủa, có luôn hả? À, nhưng mà vậy. Trong cái món quà đó vẫn chưa tiết lộ là cái gì cho ông. Dạ đúng rồi. Sao ít mắt vậy ơi, khui ra có về nhà vậy trơn á. Ở đây ông mai mà mối ra đây. Khui ra. Giờ khui được không? Nó nít lắm. Khui ra đi em. Bạn nó cũng khui. Rồi cho phép khui. Con cá bông Kitty Hello. Rồi có cái gì trong nữa vậy? Dạ bó hoa nhỏ nhỏ à. Rồi vậy mà giấu giếm giếm tôi tưởng đâu chứ không? Mà cái lý do gì Kitty vậy? Tại vì Kitty là lúc nhỏ em mới đọc một câu chuyện á, là con mèo này hồi đó có cái miệng, thì sau này á chủ nhân nó bị một căn bệnh hiểm nghèo, nó hy sinh cái miệng đẹp của nó để cho chủ nhân của nó được bình phục và khỏe mạnh hơn. Cho nên nó bây giờ nó không ai làm Kitty có miệng cả. Là một cái sự tích, cái sự hy sinh của con mèo Kitty. Vậy là các bạn đã có nhiều thời gian rồi. Bây giờ hãy đến tới cái giờ phút quan trọng nhất. Nhìn lại bên hông cái ghế của mình có hai cái nút. Thấy rõ chưa? Yeah. Suy nghĩ thật kỹ và chị Tường nhắc lại. Lúc này là cái lúc mình phải làm theo tiếng nói của trái tim mình. Hãy lắng nghe đúng những cái gì trong trái tim mình mách bảo. Xin mời các bạn đặt tay vào nút bấm và nghe theo lời hướng dẫn của anh Đạt. Thì bây giờ các bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Các bạn sẽ có một lựa chọn duy nhất thôi. Sau 5 tiếng đếm của tôi, các bạn hãy quyết định lựa chọn của mình. 5 4 3 2 1 Phải thật sự chung tình. Ví dụ như mà không thích nhau nữa thì nói là dừng lại chứ đừng có mà bắt cá hai tay. Người ta trà xanh là vội đến vội đi. Bạn nam có thể là vội yêu ngay trong lúc đó, sau đó có thể quay đầu lại. Như là em cũng rộng lượng và tha thứ luôn. Để từ từ bạn đó giải quyết như thế đâu nào. Đâu có ai hoàn hảo đâu chị. Nếu mà trà xanh đến với em thì em sẽ ngưng, không có liên lạc gì đến hai người cả. Em sẽ đợi một thời gian tình cảm của ai, người nào mà em cảm thấy trong tim mình nhiều nhất em sẽ chọn người đó. Hãy hạnh phúc trong giây phút này. Vậy là đủ. Mỗi khoảnh khắc là tất cả những gì chúng ta cần. Không hơn. Bấm. Nghe 3 tiếng tập. Hết thời gian. Vậy là mình đã có một cặp thành đôi. Đó là cặp màu xanh. Chúc mừng các bạn. Bình thường thì Tường sẽ phỏng vấn hai cái bạn mà không có thành đôi trước. Nhưng hôm nay phỏng vấn bạn này trước. Tại sao bấm chậm vậy Phúc?
Dạ tại em còn đang hồi hộp quá. Em nhắm mắt là mà em quên cái nào màu xanh, cái nào màu đỏ. Mà giờ cuối cùng là em bấm đúng không? Dạ em bấm đúng rồi ạ. Chắc không? Dạ chắc ạ. Rồi chúc mừng em nha. Rồi quay lại với em. Dạ. Sao không chọn ai hết? Gu ban đầu của em là anh ghế đỏ. Ừ. Nhưng mà sau cái lần mà chia sẻ về câu chuyện trà xanh á, thì em nghĩ là chưa dứt khoát á. Kể từ khi đó thì em có suy nghĩ lại. Dạ dạ. Trường An. An, cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Thì lúc đầu là em đã nói là mình có cảm nhận với bạn ghế xanh nhiều hơn. Thì em cũng chọn đó. Nhưng mà đôi khi cái duyên thì đến với lại một người tốt hơn mình. Thì mình cũng chấp nhận thôi. Dì Tường chúc cho hai em một ngày gần đây nhất tụi em sẽ tìm được một cái người bạn đồng hành với mình trong một cái đoạn đường dài phía trước. Cảm ơn hai em nhé đã đến với chương trình. Rồi, rồi bây giờ cặp đôi thành công. Mời em. Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Vui lắm. Em nghĩ sao khi em nhận một món quà rất là riêng tư của một anh mà em lại chọn một anh khác? Dạ, lúc nãy em cũng hơi khó xử nhưng mà sau đó chị Tường có chia sẻ là hãy nghe theo con tim mình. Và bây giờ về rồi anh kia anh cũng có số điện thoại của em rồi đó, anh liên lạc với em nữa thì em tính sao? Em sao sẽ rủ thêm bạn nữ bên này nữa đi nhậu. Nhưng mà có rủ bạn này đi không? Dạ có chứ. Vậy Tường chúc cho hai em thật là vui vẻ và có những cái thời gian hẹn hò bên nhau rất là dễ thương nha.